trong ngày kỷ niệm doanh nhân Việt Nam hôm qua 13 tháng 10, thì câu lạc bộ doanh nhân 2030 đã tổ chức buổi tọa đàm nhằm chia sẻ những kinh nghiệm đã qua và cùng nhau xây dựng tương lai. Trong đó điểm nhấn chính là bàn thảo về Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP. Trong buổi tọa đàm, các diễn giả đã chia sẻ những kinh nghiệm để phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tương lai. Đặc biệt sau sự kiện Việt Nam gia nhập Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP, đa số các chuyên gia về kinh tế đều cho rằng TPP sẽ có lợi đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, để có được hiệu quả cao nhất, các doanh nghiệp cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt trong buổi hội thảo. Vấn đề cơ cấu lại cách thức hoạt động của doanh nghiệp được nhấn mạnh. Rõ ràng là đây không những là cơ hội cho các doanh nghiệp, mà là còn cơ hội cho cả đất nước, một cái cơ hội mà có thể là hội nhập và nhanh và toàn diện hơn với thế giới. Nhưng mà qua đó thì có thể nói khẳng định là theo tôi thì cơ hội cũng nhiều, nhưng mà tới đây nếu mà các cái doanh nghiệp mà không có theo kịp mà đi chậm thì chắc chắn là sẽ một loạt là có một sự đào thải rất là lớn. Nhưng mà tôi nghĩ đó cũng là tốt, là áp lực của cạnh tranh thì đào thải thì sẽ là nó sẽ sau cái giai đoạn đào thải thì sẽ là một cái giai đoạn mới và những cái doanh nghiệp sẽ lớn hơn, sẽ mạnh hơn. Ngoài những thuận lợi có được sau hiệp định, các thách thức cũng là vấn đề đã được các doanh nghiệp đặt câu hỏi với các diễn giả trong buổi tọa đàm. Rõ ràng khi ra thương trường quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải gặp không ít khó khăn trước sức ép của các tập đoàn đa quốc gia của các nước thành viên khác của hiệp định TPP. Nhìn thấy được điều đó, nhưng quan trọng là các doanh nghiệp sẽ phải quyết định như thế nào để có thể đứng vững trước sự cạnh tranh từ quốc tế. Những băn khoăn của doanh nghiệp đã được các diễn giả đưa ra lời khuyên hữu ích sát với thực tế. Thực sự ấy thì TPP sẽ đem lại nhiều cái thách thức cho một số đại bộ phận doanh nghiệp và đem lại những cái thuận lợi cho một đại bộ phận doanh nghiệp. Với những doanh nghiệp nhỏ thì chúng ta phải tìm được cái lối đi riêng của mình, tạo ra cái đường đi riêng của mình, hoặc là hợp tác với những doanh nghiệp để chúng ta trở thành một cái tổ chức nó lớn, chứ chúng ta đi độc lập thì cũng rất là khó khăn. Sau khi gia nhập WTO cách đây 8 năm, thì doanh nghiệp nước ta vẫn chưa có được những thay đổi mạnh mẽ để thích nghi với thương trường quốc tế. Vì vậy, TPP có thể sẽ là một liều thuốc mạnh để làm động lực cho doanh nghiệp Việt Nam có sự thay đổi toàn diện và hòa nhập tốt vào thương trường thế giới.